Cái Dạ ơi. dèo này cả nhà, mình nuôi cá trê trong đây nhiều lắm nhưng mà mình câu nó không ăn, không bắt được cả nhà. Hôm nay Kim hay xách đồ vô anh em mình kích nó luôn, bắt làm món cả nhà, chứ để hoài nó quá trời bự rồi, giờ nhìn thấy sợ luôn á, con 3-4 kg không á cả nhà, nhiều dữ lắm luôn mà bắt không được. Giờ chỉ còn cách này thôi, mà chưa biết là có bắt ra được hay không nữa. Ê, từ từ nhắm rồi xíu kìa. Đó, quá trời luôn cả nhà, con nào đấy kìa. Anh vớt dính cái ngạnh là được à. Đó đó. Từ từ đừng nhấp nữa nha. Cha 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 là phụ anh con cha. Cha kè kè vô đây kìa. Cha thò tới bắt. Chết chết chết. Chưa chết rồi. Mẹ này nhiều nhiều đi. Nó qua của con luôn. Thôi rồi, cái hỏi nổi mình vớt không được là phải chìm. Chó đâu thấy thức chạy ra. Chó khi mà thấy thức dậy kêu nó trèo vậy luôn. Nhưng để coi hồi là cái con bự nãy. Cắt con dây đi xuống luôn cho. Đây nè cha. Ở nhà thấy đâu phải rộng trong dèo là dễ ăn đâu cả nhà. Trong dèo còn còn thì cái cảnh hết cơ cái xíu con đó. Đó. Không được luôn, ổng xuống dưới cái thấp liều luôn. Ác thiệt chứ. Thôi đâu có hạ này xuống nữa trời. Đừng hạ này nữa cho thọt tay vô. Mạnh dữ lắm. Hồi qua đây cha. Cái vô. Ghê hồn cả nhà, khủng bố cả nhà. Sau lưng cha nè, sau lưng cha nè, nãy có rồi. Cái khủng không cả nhà. Cái khủng không nha cả nhà. Hai tay mới cặp nổi. Nữa cho con ngay gốc này nè, ngay gốc chơi cho đứt cha nè. Ừ nãy thấy có chìm lên con nè. Là 3 con 4 con cũng được. Xuống. Không. Nó vườn cái đó. Có con nhỏ nhỏ. Xuống cỏ thôi. Nhỏ nhỏ không? Con. Ừ. Ừ. Cái sủi mày đập chết mẹ. Rồi 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 rồi. Đủ quá chưa rồi. Chết bà rồi. Chết bà rồi. 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 Ăn hết ba cá nhỏ hết luôn. Trời ơi báo rồi cả nhà ơi. Cho để lại lên mé vợ anh hai á cho khỏi dục đây. Cái vợ con bắt là rắn. Này nè con này yếu xìu nè. Trời ơi coi kìa cả nhà. Con kia nó bự nữa. Chị quái, chị quái. Trời ơi, trời ơi. Không cao không bằng Thư luôn rồi. Thư đo thôi cái hơi. Rồi chụp tóc thôi nè. Bộ ba con luôn, trả nữa rồi trời. Cao bằng con ghê luôn hồi trước. Có con nào nhỏ nhỏ cái băng này. Rõ vậy không? Lấy cái này. Nè cả nhà ơi, bắt được rồi nè. 2, 4, 6, 7 con nha cả nhà. Xảy ra điện con nữa 8 con. Đây, nhà con chắc có 3 kg, như con này chắc được 3 kg hơn 3 kg. Cái này mình rộng lại mình là giờ mình mấy anh em mình làm một con xào lăn nha cả nhà. Còn con nhỏ còn rộng lại mình cho người ta. Để nó cũng không có ăn để giết. Nó bự quá cả nhà ơi. Để con bự nhất lên thử coi bao nhiêu. Bốn ký giác luôn cả nhà. Con đó 4 kg. Mấy con này chắc 3 kg mấy. Con này 2 kg 9 nè. Rồi có con đó à. Con trắng đó kìa. Con này cũng 2 kg 9 luôn. Hiện cỡ đó à, chặn chặn vậy ha. Con đó giữ nhất 4 kg.
7 con này khoảng 20 kg đó nha. 3 kg mấy? 3 kg giác. Thôi đi. Rồi. Giờ gọng lại còn mình sẽ xử một con. Xử con nào? Con nhỏ thôi, nhỏ này ha. Làm con này anh em mình xào lăn cả nhà ơi. Rồi cả nhà ơi, giờ anh em mình quyết định làm con 4 kg này nha cả nhà. Thái ra mình xào lăn. Rồi, mình xử đó. Nè cả nhà. Mình làm nó sạch nè cả nhà. Mình làm nước sôi cái mình cạo nhớt nó với chanh tắt đồ à. Dạ, xong rồi giờ bắt đầu mình phi lê nó. Thịt như trâu luôn cả nhà. Trâu luôn cả nhà. Đây, cái khúc đuôi được như đây cả nhà. Cái đầu mình chà tắt lại cái nữa. Phi lê mỏng mỏng ra cái mình đem mình xào lăn với nước cốt dừa cả nhà. Có một mép đó, một bên mép của nó. Thấy còn rửa lại, lấy cục đó ra bỏ đó. Thấy gần vô con nữa, hai cái xa lắm. Rồi bây giờ em ấy đi anh đâm đuốc nha. Giờ tới khâu ướp rồi cả nhà. Trong đây mình có sa tế cả nhà, ngũ vị hương, sả với tỏi, đường, miếng đường, miếng bột ngọt. Rồi cá và sả mình làm xong rồi, giờ để vô ướp. Ướp cho nó thấm thì cái mình xào cho cái đậu phộng với nước cốt dừa cả nhà. Xào lăn. Thì đúng rồi, hồi nãy quên nữa, nói anh hai mua mấy củ hành nữa. 2 gram củ hành hành tây á. Rồi nửa bịch thôi, nửa bịch ngũ vị hương. Rồi đổ cá vô, đổ cá vô cái này thấm khoảng nửa tiếng nữa đầu mình tiến hành làm. Giờ bà đậu dừa, đây có trái dừa khô, đậu phộng mình cũng mới vừa rang xong cả nhà ơi. Được rồi, bóc vỏ được rồi. Rồi cho nó đều đi để đó. Rồi cả nhà ơi, giờ bắt đầu mình xào miếng bột nghệ cả nhà. Bột nghệ với đây là sả cây. Rồi mình bỏ cá luôn nha. Bột nghệ nó thon nó giòn. Đây là dung dịch chính. Tới công chuyện chở cá này rồi cả nhà. Cá mà đứt nãy giờ được nửa tiếng rồi nghe cả nhà. Wow, trời ơi, một con cá cả nhà. Một con cá ăn hết một. Này ăn còn cả 10 người á. À, thấy cái đầu nó nè. Thấy bắt cái đèn này luôn ba ơi. Ồ, quá thơm. Nay có sumo nữa, nhật sumo của kênh mình đi cả nhà. Chào cả nhà nha. Sumo dắt cốt. Chưa có vợ rồi, trai trẻ dắt cốt. Lực. Có ngậm nước thuốc hay dở rồi chứ. Được chưa ta? Mình cho nước cốt rồi sôi xong rồi cả nhà. Giờ mình chỉ đợi sôi lên chín cá là anh em mình dọn ra chín thôi. Cả nhà nhập tiệc nha. Ai tổ cái đồ nghỉ hổm té bữa hổm nó nghỉ. Chứ đâu. Nhà nhập tiệc với gia đình mình. Rồi mời cả nhà.
Mời cả nhà ăn cả nhà ơi. Mời cả nhà vô cả nhà ơi. Ngồi sao đây? Đi cái nữ qua đi, qua đó. Thế nào? Sùng môn mình đó là gấp đi, gấp đi qua đi. Trưa nó cũng làm vài ly cả nhà. Ủa thế rồi. Rồi, nhập tiệc. Cô cả nhà ơi. Mình vô miếng Mỹ Tử thằng Giang tới đi. Rồi mới nghe luôn, câu mới luôn mày, Mỹ Tử thằng Giang luôn bay. Mày Mỹ Tử cá mà làm những cá nữa nè. 50 ớt rồi. Nhìn anh qua. Mình ăn cơm cả nhà, nay mình không có rượu bia cả nhà. Yeah. Mời cả nhà, mời cả nhà. Ngon cả nhà. Cá xào lăn. Cái tên xào lăn ha. Rồi mời cả nhà nha. Một muỗng quá. Hôm trước giờ ta nghe là nước mắt tươi hương. Nước thuốc được, nước mùa thuốc được. Được, được. Cho mấy tủ này cũng được. Ngon. Cá ngon. Nói không còn biết kìa. Thôi. Vài chai thôi chứ, ví dụ bia cũng vậy. Không biết nguyên già này cực 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 luôn. Nguyên già dữ liệt. Dạ dạ. Bụng. Vô bụng hơi lạnh mà cả nhà mấy giờ ấm ấm bụng như vậy bớt bớt lỡ ăn chứ mình mặt khô quá mà cảm tạo cái thật nó giảm chưa già nó dài giảm chưa rồi giảm rồi nữa nữa lên nữa lên đại đi giảm đại đi nữa đại đi không sao đó. Cái biết này nó gần tới luôn nó mới giảm chưa nữa muốn tắt rồi nó muốn tắt luôn vậy đó nhưng mà nó mới giảm đây nó tắt không có tắt giảm lại đi điện luôn vậy. Điện vậy. Điện luôn. Điện người đó sao? Sao? Thôi có gì đâu. Được. Sao không sao? Thôi. Chút bây giờ có chút tám chút. Không đúng được. Qua ngày. Một ngày. Đúng rồi. Không. Thôi luôn đấy. Ừ. Nó bị hát vậy. Nó là gà hay là cá? Cá. Mày tạo công ăn việc làm cho mày nữa. Ăn đi. Chứ giờ nghĩ có ai đâu. Giờ ăn nữa em. Vô. Vô. Đó 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 đó. Vô đi vô đi coi cho xuống đây coi. Mày có cho cái đi quá vô mình vô cái mày bị đủ không? Gì cái mày? Gì cái mày? Đúng rồi, mày cứng rồi nữa đó. Gì cái thằng gì? Nhiều dữ mày. Tại bán mấy đủ này nhau gì? Đâu ơi, hết bệnh cho xuống trong thấy mang về làm gì? Mang cái gì luôn? Cái này pha đậm quá. Ừ, gì đậm gì? Nữa con uống cốt luôn, của con ta luôn. Nó giờ chạy gần nữa thôi nè. Giờ tôi mới trả lại nè. Mày bị đủ này dữ quá. Nhật bự nó chạy chậm chứ làm sao? Đậm nó bớt là mùi của quả cắn rồi. Không muốn. Nghe nó biết gì hả? Nó chạy gặp mỡ nó động lại cho nên nó lâu xuống rồi ta. Không không? Chưa tay bao bầm được không để ý kiến à ngon ngon thiệt lý có bún hả được rồi để bún vô lượm liền mày ăn vô đây mập mày không biết mày vậy mà lúc nói thêm thật tình nhật nha cả nhà nhưng mà tại vì anh em không như lắm mập không có gì đó không vô cha sao để đại phần cơm mà cha cho xích vô cho ăn về chừng ai ăn được rồi bún ngọt cháo là đang yếu cơm cho kiếm để cơm ra hai cho chú ăn vậy gấp tụi con ăn bún là gấp bún là để bển ăn này để bển cho ăn hiếu nên quản mày gì đấy mà giờ anh ăn cái gì vậy cái ngạt mũi rồi ăn cái gì có mùi vị gì đâu đã nói không có mùi vị luôn mình ăn mà không biết mặn lạc gì nữa rồi đó coi mất gì giá gì không anh gì đó nãy qua rồi cái bữa có tan rồi bây giờ còn giác mất giác rồi chết tôi rồi đang trời mình lấy cái ly mình uống nó liếm giác dầu bây giờ mất ngủ gì giác bán nhà cái già đã quá ăn già đi đưa đưa nạc cái năng hết già còn thật thật luôn từ ấy thoát nha đâu bài gì thoát nha mà đâu mà về mới làm không chứ đó cũng cái điện cho nó hỏng không báo ta ngộ thêm cúp điện mất wifi ha ừ thì đi cúp điện không báo không báo vậy thì đó người cũng sống vui vẻ về chứ không nó cúp điện sao hát kìa
Quần á, bọn ăn đâu chưa, qua ăn hết. Ừ, bọn có nhà hả? Đúng rồi. Ừ. Bọn nào bánh nướng thắng vậy? Ấy, ngồi ăn mấy. Chết à. Chán giờ có ăn gì đâu đó. Đang ngủ khá là điện, đủ hết hộp rồi. Uống vô cái nó đã cái bụng đợi. Đây này còn ngon. Bước đi giờ nó mới chạy đâu đâu. Miếng ớt vô cái mặn mặn để ăn. Thì đây làm cái bụng ta. Làm nó vừa ăn cả nhà cái này. Đúng rồi. Muối ớt rồi. Chan nước ngập ngập vô hết luôn 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 chứ đúng không? Muốn không xem. Đây các bạn. Vô. Cao thủ tụi bác đại cao thủ hả? Vô, vô, vô. Cao thủ mà gặp địch thủ ở đây là xong rồi. Lấy chén đũa bây giờ là đồ đủ thịt kìa nè. Vô đi, vô đi. Vô mình làm miếng bí tủ thành gian này coi. Cao cao thủ mà mình không bằng tranh thủ. Quá. Mình đút cái vàng này nó béo tới chuyện luôn không? Thương, thương người quá. Cái này mà béo rồi. Quá trời. Vô qua bản đồ ta, thấy rõ rồi ta. Cái hai kìa. Giờ nè, vô đây mình làm ly mấy tủ nè. Còn bia của anh nè, còn bia của anh với ổng hỏng kẹp đi cù kìa. Thôi cù đế, uống cù đế đi. Thằng cháu cái thằng nào xuống người ta mới đi ra hỏi mà. Nó phải tức giận ngồi chơi. Nó nhìn gương mình. Thôi. Cái đầu đó nó mềm lắm luôn, nãy em bỏ lên nó rớt xuống luôn. Để cho để người ta đưa hoài mỗi tay trời đó. Giờ ăn thương ăn hả? Nó rất là đẹp. Nó cần có ăn gì chứ. Đi với chị với nhau vậy? Cậu xanh mới hôm mắt quay phai có điện thì kia bắt quạt kìa. Cái gì dở đi chứ ông anh. Vậy bên đây. Cái đây là quạt lấy hậu quả đó. Rồi đèn ái gì? Bắt cái đầu à? Dẹo hả? Dẹo hả? Bây giờ nó ra cái quạt gì mà sẵn năng lượng mặt trời luôn. Quạt cái bắt đầu. Đây làm cái coi. Ừ, vậy nó sẵn năng lượng mặt trời. Uống đi nha. Uống đi mạo mấy 18 mập. Dạ, tới đi Mỹ tủ cái đó mà không chơi. Uống chào cả nhà, ngon quá làm ly rồi. Uống nhai đây. Cái tao nói à, uống với chồng của bà Mỹ gì á. Thì ha, vô. Vậy uống với thằng 8 ly coi. Uống với 8 ly đi. Uống với chồng. Uống xong thì kể ra chuyện mặt lưu cho 8 nghe. Chú mời ơi. Được rồi. Trời ơi, uống vô chứ được chứ. Đâu quá tại chú Tám đồng nghiệp ổng nhậu ở trong ngồi lắm. Ăn ở ba ổng ăn là ổng vậy ở ba ly ổng mới ăn miếng miếng vậy thôi. Đâu vậy 2 ly chứ đâu. Cái nghiệp ổng ơi. 2 ly làm cái nữa. Thôi nó chơi thôi mày. Em đủ đánh được rồi đó. Ổng hít cái hơi lên à. Đồng nghiệp ổng vậy. Bởi bình thường ổng ở chỗ đó ổng nhậu ở trong ngồi. Đội tuyển quốc gia bây giờ lên bàn ngồi là sao tại. Ủa vậy đây em nè. Qua 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 đây để anh xuống đi dễ cụ thanh giác thôi. Thôi qua mắt chị ăn chứ. Ăn đi để nó mì bị lắm rồi đó. Cho em cháu thì đang ngượng hồi cái ấy chắc cái chiên cái đi qua đi lại tốn một đoạn để bỏ nhỏ này hết bệnh hả hay là chồng này hết bệnh hả hết đây bệnh lẽ bệnh hoài chú đổi chứ giờ con nè rồi vài bữa nữa thôi à thôi à con hết rồi nhiều khi người khác sao có nhà có nhà sống trên vòng vòng vậy đó ừ đó nè không cay không mới cay đi người ta hít hà nữa con ai con em chồng là con của người nào sao anh không biết thứ bảy anh đâu gặp nó thứ gặp đó thứ sáu anh gặp thứ bảy anh đâu gặp mẹ nó giống nước con sáu là gì không phải là con gì hả vợ có thằng lại hai thầy bà nha là tại dòm còn này này con giờ con cháu út hết thứ ba này thì sáng này lại nó đi thứ bảy lại đi đâu cầm ly hay đâu ở dưới nhà của tư mày rồi nhà tư đó tư là cầm ly cả hả cái anh mà chạy chạy cô bé hả đúng rồi thì nói vậy đi nhậu cũng mạnh lắm mà nha ừ. Tài xế của bé mà làm công tình mà nhậu ghê lắm. Hôm nay nó bỏ công tình của bé giờ nó đi làm cho được lên xây dựng. Được lên xây dựng rồi. Giờ đi cạp cát à bà đá nha. Nó nhiều ngon mà. Nhiều ngon nè. Anh không tao đã nhậu mà lắm nha. Gì đó gì tinh tí chuột gì đó mà. Tí chuột. Nhậu ghê lắm lên đã hay nhật khoái theo hình nhưng mà đâu nào quất được nhiệt được đó. Anh nổ dịch mẹ xạo anh đã chạy không mà đâu có dám nhậu đi xa sợ không ăn ngồi gần mày nó nổ thì quạt con này bệnh luôn ngồi chơi không nè yeah. Chỗ mũi hả chỗ mũi tròn hả
chỗ mua tròn rồi không có tròn nữa, cái này mấy này là nay lâu rồi không có tròn. Này là ăn nấu quá lạc mũi vậy thôi chứ bình thường quá giờ cái chiều mấy củ quán mà đừng nói lát đi tôi quán nha, đụng nó tao lại mày luôn à. Ui chồng bà bí luôn nè. Vô mà tao thì sao nó không nhảy đây 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 chơi bạn anh sao chịu sao không nhảy gỗ chưa lần sau hai bữa nữa chắc sao trăm ngàn ký nữa đâu mà còn mấy chục con vậy đó hả còn trăm ngàn rồi 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 bán 30 tấn chục con hả nhưng mà trong về chắc còn từng 4-5 con á tại bắt vô lưu rồi bỏ lưu bỏ ra để dành là ăn lại ăn dần vậy đó thôi bữa nào thầu làm cái ngày mai mình nướng muối ớt mai nữa hả mai mai có ngày mai nữa hả có chứ mai con nữa mai nữa nói thái thật ra mình không không mấy mình nhúng lẩu tạm đi đây rồi đi đủ cho nó xuống rồi thắng mà làm ăn hả thắng làm ăn coi chừng mình ăn cơm mà ông nội ơi ăn cơm á là anh vừa không có gì chơi chứ giờ anh là vừa cũng không có mặn dữ vậy sao không có tại vì nhiều khi nó đang ấy không có à, mấy cái mỹ tủ để uống vô nhiều xỉn kỳ uống nãy giờ chưa được xì u luôn sáng sớm bước vô tay ông nội ơi lần nữa đấy kìa này còn tao tắm lên thôi khỏi rồi cả nhà ơi, anh em mình cũng sương sương cũng xong rồi cả nhà ơi. Giờ giờ xin phép kết thúc video đây nha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà video sau. Chào tạm biệt cả nhà nha. Thì kết thúc và mời mấy anh em mời cả nhà ăn ly nữa là anh em mình ngưng nha. Còn còn ly cuối cùng anh Hoàng mời cả nhà cái nữa kết thúc cả nhà. Vô. Vô. Rồi. Bye bye cả nhà. Chào cả nhà. Tạm biệt, hẹn gặp lại ngày mai. À rồi.